Các bạn gái khi ra đường, một vật không thể thiếu bên cạnh mình đó là chiếc gương. Khi ăn uống nhà hàng xong thì cần soi để tô điểm thêm chút son. Khi đi đường đến nơi thì cần soi để chỉnh trang lại tóc. Rất nhiều lý do mà bạn gái nên mang gương bên mình. Giờ chỉ là chọn cái nào cho nhỏ nhắn và xinh xắn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn gương mini bỏ túi Hàn Quốc này. Gương thiết kế cầm tay xinh xinh, hình in trên gương cũng rất đáng yêu. Bên cạnh đó, chất lượng tráng gương rất sáng vê. Các bạn đặt số lượng nhiều, shop sẽ gửi đi đa dạng hình ạ. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Giao hàng nhanh chóng, xinh xẻo lắm thích, gói hàng quá cẩn thận và chất lượng luôn. Có gần 2k thì quả là ok ạ, quá thể rẻ luôn. Siêu bất ngờ, shop ship hàng nhanh lại còn chu đáo. Bạn thấy thích thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được áp dụng giá giảm chỉ từ 1.450 đồng nhé. Thật sự quá rẻ đúng không các bạn? Ngoài ra USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị như vậy nữa. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher giảm đến 4% của shop. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin trong cuộc sống nhé!